một điểm kill đầu tiên đã đến dành cho họ rồi. Còn đối với cả DK Gaming thì sao, lại đang bị quẩy. Anh Duẩn đẩy ngược ra, bắt được Smell, nó tiêu gắt luôn đến từ anh Duẩn. Mất hai tuyển thủ đến từ Dark Satan Esports và bây giờ là người thứ ba khi mà Silphy cũng đã chính thức bị bắt lại. Nhưng đứng trên đồi thế này thì không phải là pha cover mà đó là từ một vái vọng đến từ Tuấn Bé, khi ba người đục đục của anh ta đã bị bắt mà không để lại được một dấu ấn nào tại lượt trận thi đấu thứ hai của chúng ta. Trong khi đó thì với các thành viên của Đáng Khoa Gaming, họ cũng đang chịu cái tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ở phía dưới chân thì là đội hình của Guardian Angel, và di chuyển lên high ground để sủi thì lại gặp đội hình của TE. Rất khổ dành cho Vicky và đã có viên đạn vào đầu đối phương tới từ anh chàng Delwin. Cần phải sủi càng nhanh càng tốt nhanh đến các tuyển thủ của Qbox United. Nhưng Stanel cũng đã bị bắt lại. Vicky cũng chỉ còn lại một chấm máu ít ỏi mà thôi. Rất may là còn sủi được đến từ Vicky. Nhưng không sủi nổi. Vào trong nhà rồi vẫn còn bị bắt bởi anh chàng Delwin bên phía team TE. Mà các tuyển thủ đủ dù liên tục có những người phải nằm xuống. Ở đây thì sao, đây mà team huống chặn đường. Nhưng liệu rằng bắt ai không? Bởi vì đây là cái tên New Owl. Long Ca nằm xuống rồi. Nhưng chỉ mình Long Ca thôi. Có những player còn lại vẫn có thể tẩu thoát. Nhưng từ từ đã nào, khi Zep đang táp cực kỳ gắt. Tình huống mà đã khuất tầm nhìn. Và có lẽ rằng Long Ca cùng với cả NLT sẽ phải nằm lại với cỏ vào đất. Chỉ trong khoảng đâu đó 1 đến 2 giây, các bạn không để ý thôi là đã phải nằm xuống rồi. Sapao sẽ bồi thêm một quả nết vào nữa, khi trước đó đã có qua lửa chính xác. Và nó sẽ là một điểm kill gọi tên Sapao. Nhưng trải qua hai lượt trận mới chỉ có 2 điểm thì hơi nguy hiểm. Còn với Cerberus Esports, họ đã đụng độ với team Fake Tycoon. Một player cực kỳ giàu tài năng bên phía Cerberus Esports đang không ngần ngại đẩy lên. Và người ta cũng biết đằng sau khu vực căn nhà có một người, nên chả là khá điệu đà đến từ các player của Fake Team. Nhưng có vẻ như chừng đó là không đủ để có thể làm khó được Tam Khuyển. Đức Mỹ cũng đã bao vây đối phương và đây sẽ là một tình huống double pick đến từ các thành viên của Cerberus Esports. Chỉ có thể đổi được một mạng là căng nhất đến từ Yuli mà thôi. Tôi không nghĩ rằng player này có thể một mình cân hết toàn bộ đội hình của Cerberus Esports đâu. Đặc biệt khi mà đồng đội của anh ta đã không có một cú đi thuận lợi để có thể cover, và tham vấn sai đã khiến Yuli bị bắt lại. Hai điểm kill free dành cho Cerberus Esports. Tycoon bị knock out nhưng vẫn có thể bò được vào bên trong khu vực căn nhà. Hải Saki cũng đang nhận phải những nguy hiểm, nhưng Hải Saki chưa phải nằm. Quả lửa trả ra đến từ bầu lại không chuẩn xác, nhưng mà Hải Saki đã có một nhịp sủi về thành công. Còn với Guardian Angel thì không may mắn được như Hải Saki, họ đã phải dừng chân ở top thứ 15 khi áp lực tạo ra bởi Incon Cyber Esports là quá lớn. Không biết là các player bên phía Fake Team sẽ phải làm gì để có thể thoát ra khỏi cái thế trận này đây. Vâng, và như vậy là Darkstar Esports đã phải dừng chân ở trên thứ 14 rồi. Vừa rồi thì Kenvy đã phải nằm xuống, và có lẽ rằng người ở khu vực tầng 2, người bạn của Kenvy đó là bị chính anh chàng Bowil cũng sắp chết đến nơi rồi. Một tình huống mà rõ ràng góc đứng của Bowil sẽ là người thiệt tòi hơn. Pop flash và bây giờ thì phải đẩy lên clear bằng được đối phương thôi. Clear được anh chàng Bow này thì mới có góc đứng đẹp dành cho Cerberus Esports. Khi một cái vòng bò chúng ta càng về giai đoạn sau thì nó càng trở nên khó hơn. Vâng, một quả nết và nó vẫn chưa tới vị trí của anh chàng Bóc, người vừa rồi đã gặt mất vị trí của Đức Yếu. Còn đối với cả Neo Esports, họ lại mất thêm một người nữa rồi. Giờ đi họ chỉ còn duy nhất một player mà thôi, một con đếch trả ra. Và nó là đủ để giúp cho vị trí của Tân Vũ bên phía The Expendable có cho mình được cái mạng này. Một điểm kill đổi một, tôi làm cảm giác hơi lỗ. Còn đây Play Quy cũng đã về rời bỏ cuộc chơi ở vị trí thứ 11 rồi. Ít ra là vòng bò nó cũng đã không còn tiếp tục truy đuổi đội hình Cerberus nữa, nên khả năng cao Himat vẫn sẽ được cứu lại thôi. Nhưng để có thể đi sâu hơn thì tôi chưa dám nói chắc dành cho Tam Khuyển và những cái đội tuyển khác đâu. Vòng bò quá ít diện tích để có thể sinh tồn, rất ít công trình, và đa phần các team sẽ phải phụ thuộc vào những cái hõm, những cái gốc cây. Và X Stadium Thủ Đức có vẻ như họ đang muốn tận dụng những địa hình như thế này để có thể cày thêm cho mình cái lượng điểm kill. Giảm sức Esports là miếng mồi ngon khi vừa rồi họ đã mất đi hai thành viên. Nhưng làn sport quá dày khiến cho Yang Bi chưa thể KS được một mạng nào cả. Chủ động là đẩy lên cục tới các thành viên của X Stadium Thủ Đức mà thôi. Thì họ biết rằng bên phía tay phải của mình đang có đó là UNC cũng như là Cerberus Esports, không phải là những cái tên thích hợp để có thể chơi cương skill. Thay vào đó thì chọn những đội tuyển trẻ, nó sẽ là một cái sự lựa chọn vừa miếng hơn dành cho XS tại giai đoạn nhạy cảm như thế này. Vinh Di lại tiếp tục lên tiếng với một tình huống headshot giảm sức Esports, sau đó là một quả nết đến SD để có thể confirm đối phương. Top 9 dành cho giảm sức Esports tới rất nhanh, sau đó có thể là một cái top 8 dành cho Cerberus khi họ chỉ còn lại một thành viên duy nhất. Còn đối với cả bên phía thành viên của Unicorn Cyber Esports thì giờ họ chỉ còn vị trí của anh chàng Demon mà thôi. Khi mà chúng ta để thấy rằng là tầm này Detroit đã nằm ôm bụng rồi.
rất nhiều team ở xung quanh Unicorn Cyber Esports. Tôi nhìn sơ qua phải có ít hai team đang muốn nhòm ngó vào họ, và trong đó phải kể tới cái tên NGE. Vâng, rất khó khăn. Ở đây thì có lẽ rằng đây sẽ một điểm kill được cộng vào tài khoản của Himat, mặc dù tài con của phải cả Đức Mỹ trước đó đã phải nằm lại. Liệu dòng của mình Himat có thể tạo ra một điều gì đó đột biến bất ngờ hay không đây? Tầm này thì Vũ với cả Giang cũng đào vỡ rồi. Và Văn Nghị là người dứt điểm đi Himat và dừng chân vị trí thứ 8, gọi tên Cerberus Esports. Một vòng bò nó quá khó, nó quá khắc nghiệt và nó khiến cho tất cả các team phải chạm mặt nhau từ sớm. Ở đây Cerberus đã mất đi chữ Giang Bi rồi. Mấy tiếng uống mà SD tầm nhìn là vừa đủ để nhìn ra cái chỏm đầu của Giang Bi. Và có cho mình những viên đạn cực kỳ chính xác. Và có ý định muốn đẩy lên hay không đây? Kim Bunka có lẽ knock out thêm một người nữa của Xtem Thủ Đức, đó là vị trí quay trang Esports. Sẽ có team cũng muốn đẩy lên thôi. Bên phía bên này thì Unicorn Cyber Esports đó chỉ còn cho mình duy nhất một người chơi. Giang Bi đã bị confirm bởi quả nết rồi. Còn Bunka cũng đã có cho mình cái mạng của anh trai Esports. Bao giờ đang muốn ý định muốn công lên. Vẫn đang quẩy được đến Xtem Thủ Đức, đó là tình huống đáp trả rất đành thép. Ta vẫn còn hai quả nết trên người và cũng đã xác định ra vị trí đối phương rồi. Vinh gì thì lại tiếp tục có thể viên đạn K98 chuẩn xác vào đầu của Best1301. Và quả nết đến từ tên Moon Cây, liệu rằng phải thứ kết liễu đội hình của Xtem Thủ Đức không đây? Có vẻ như là không. Nhưng còn flat để có thể để lên và Metody đang mù trắng xóa. Vẫn còn flat nữa tới từ tên Moon Cây. Quả flat thứ hai tiếp tục là một quả flat tốt để có thể confirm. Và sau đó là hủy diệt toàn bộ đội hình của Xtem Thủ Đức tới từ Gentleman. Và phần đó nó đã giúp cho một pha đẩy lên đến từ Munka nó trở nên cực kỳ đẹp. Cũng như đó là một pha quyết định rất dứt khoát đến từ Munka. 10 điểm trong sự quyết đoán đó. Còn bên phía bên này thì Pháp vừa rồi đã có cho mình được cái mạng của anh chàng Quẩy Sama rồi. Với cái việc mà đi Đức Hiếu nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến những pha combat về sau. Bắt đầu sấy đến từ Tân Vũ, và Tân Vũ đã có tên đạn sấy tốt. Thậm chí các bạn tam tất là cái điều tương tự khi Jun đã phải nằm xuống rồi. Chỉ còn một người duy nhất bên phía thành viên của team DX, và họ đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi cái tên The Expendable. Nhưng có vẻ như kịch bản nó không tới rồi. Vẫn còn những phần diện tích dành cho các thành viên của NGE để có thể trấn thủ bên trong. Nhưng Vinh Dinh lại lần nữa thể hiện khả năng bắn K của mình. Vẫn knock out được một player của NGE. Nhưng khi mà Cam quay tới nơi thì Vinh Dinh lại không còn duy trì được sự chuẩn xác như vậy nữa. Vẻ như đây không phải là một tuyển thủ giỏi chịu áp lực khi mà có những người theo dõi mình thì phải. Cam không tới thì Vinh Dinh bắn rất kinh. Cam vừa chiều tới thì bắn chỉ trượt. Nhưng phải kể tới khoảng cách hơi xa, có những đối phương có những pha chấp nhà rất khó chịu dành cho vị trí quanh chàng Vinh Di khi biết rằng player đang cầm cho mình một cầu K98. Đèo Win đã trả nết ra, lại knock out một lần nữa được cái tiên pháp rồi. Và có vẻ như sau con pháp có bắt nổ ra bên phía thành viên của team The Expendable, cùng với đó là bên phía thành viên của team NGE và pháp đội clear. Nhưng tình huống táp của Văn Nghị thì chỉ dừng lại việc cấu máu, chưa có một điểm knock out nào cả. Knock out được ở trong giai đoạn này sẽ là một cái tiền đề tốt để NGE được quyền chọn những góc thi đấu đẹp hơn. Trong khi đó với Gentleman, họ để mất đi chủ công Vinh Di. Và như vậy chỉ còn lại anh chàng Moon Cây có khả năng để có thể chiến đấu. Góc của Moon Cây thì đương nhiên đã bị cô lập hoàn toàn bởi cặp đôi bên phía Genius Esports. Và bây giờ thì chắc có lẽ rằng bên phía thành viên team GE cũng như là cả GM nữa, họ sẽ chơi theo kiểu là yên bình. Nhưng mà từ từ đã nào, Kim Bunka đã phải nằm xuống rồi. Và bên phía thành viên của team Gentleman họ đã phải dừng bước thứ tư. Ở đây thì Tân Vũ đã bắn nốc được vị trí của anh chàng Glory, và chỉ còn mình một player duy nhất đến từ bên phía thành viên team GE nữa mà thôi. Trong khi đó với The Expendable, tam thất vừa để miss cái tham minh để có thể bắt vào player của NGE. Bây giờ Văn Nghị đang phản công trở lại. Nhưng trước đó thì Hà Kai cũng đã bị knock out, và rõ ràng cái thế trận này đang chưa có lợi thế dành bên nào cả. The Expendable, Dell Win đang muốn đẩy lên với quả flash trên tay. Văn Nghị đầu này cũng có flash để có thể đáp ngược trở lại. Và hai quả bom Blue Zone đang là thứ khiến Tấn Vũ không còn phạm vi để có thể di chuyển. Cực kỳ khó chịu ở trong pha combat, ba đội tuyển còn sống. Một thế trận 2v2v1. Và như vậy thì TE từ một thế có lợi lại trở thành đội tuyển bất lợi hơn cả. Đặc biệt khi mà Dell Win để lộ thông tin nhưng không bắt được player nào bên phía NGE hết. Và đó là cái top 3 dành cho các thành viên của The Expendable, dành cho các thành viên của NGE. Và Glory không hề biết có một người bên tay trái của mình thì phải. Nhưng quả nết đến từ Glory lại knock out được Hakai thêm lần nữa. Và có flat đáp sàng để có thể làm khó Hùng Vô Địch. Một chấm máu ít ỏi còn lại đến từ Hùng Vô Địch mà thôi, nhưng đã kịp thời sử dụng cho mình cái first set kit rồi. Tuy nhiên thì Văn Nghị vẫn đang là một biến số mà các thành viên của Genius Esports cần phải lưu tâm. Họ đang muốn clear một cánh trước, nhưng chưa clear kịp thì Văn Nghị đã đẩy lên. Rất may dành cho Genius Esports là tân đạo Văn Nghị lại không thực sự tốt, tuyến nó là đủ để Hùng Vô Địch có thể có mạng. Và bản thân Văn Nghị cũng knock out player cuối cùng, đem về cái top 1 cho NGE với 12 chu đem về.